ngày 23 tháng 4, xác nhận với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo cơ quan tố tụng cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh. Ông Lê Thanh Thản bị truy tố về tội lừa dối khách hàng. Theo khung truy tố ở tội này, hành vi lừa dối khách có thể bị phạt tiền từ 100 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm tù. Ông Thản bị khởi tố cách đây hơn 2 năm rưỡi từng gây xôn xao dư luận. Cơ quan cảnh sát điều tra nhiều lần ra kết luận đề nghị truy tố ông Thản và bị Viện Kiểm sát trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Đây là lần đầu tiên Viện Kiểm sát truy tố, chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản. Ông Thản cũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Sản xuất, Xuất nhập khẩu Bimage. Theo kết luận điều tra được ban hành cách đây một năm, từ tháng 10 năm 2010, ông Thản chỉ đạo tổ chức thi công dự án CT6 Kiến Hưng và đến tháng 1 năm 2013 thì bàn giao cho các hộ dân sinh sống. Kết quả điều tra xác định có 520 căn hộ người dân đã mua nhưng không được Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cấp sổ đỏ, 160 căn hộ khách chưa làm thủ tục cấp sổ đỏ và 6 căn hộ chưa được bán. Kết luận xác định các căn hộ được ông Lê Thanh Thản tổ chức xây dựng bất hợp pháp, không đúng quy hoạch phê duyệt. Điều đáng nói, khi công an xác minh tại Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông không có bất kỳ tài liệu, hồ sơ kiểm tra, đề xuất xử lý nào với công trình này. Kết luận từ cơ quan điều tra xác định ông Thản đã thu lời bất chính hơn 534 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 56 tỷ đồng cho 488 khách hàng mua phải các căn hộ không được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên sau khi trừ tiền thuế thì xác định ông Thản đã thu lời bất chính hơn 480 tỷ đồng.